Xin hãy dành ra một phút xem hết video này để bảo vệ sự sống của chính mình và những người thân yêu. Trung bình, mỗi điếu thuốc cướp đi 5 phút sự sống. Vậy, nếu một người hút 20 điếu mỗi ngày thì một năm đã đánh mất đi hơn 600 giờ đồng hồ được sống. Chưa kể tới việc mắc các bệnh cực kỳ nguy hiểm. Tuy biết vậy, cai thuốc lá thực sự là một cuộc đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Có rất nhiều người tuy hiểu rõ nguy hại của thuốc lá, nhưng khi bỏ thì gặp rất nhiều khó khăn. Và đó chính là lý do nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị ra đời. Bạn biết không, trên thế giới có hai phương pháp cai thuốc lá, đó là cai từ từ và cai đột ngột. Đối với đa số các loại nghiện khác, cai từ từ thì tốt hơn. Riêng đối với cai thuốc lá, thuốc lào thì việc cai đột ngột lại mang hiệu quả cao hơn rất nhiều. Tiến sĩ Nicola cùng nhóm nghiên cứu của Đại học Oxford nước Anh đã chỉ ra điều đó. Và thật tuyệt vời là nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thanh Nghị là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới áp dụng thành công phương pháp này. Chỉ đơn giản với việc xúc miệng mỗi khi thèm, duy trì trong khoảng 5 đến 7 ngày là sẽ cai thuốc lá, thuốc lào thành công, rất nhanh chóng đúng không nào? Tại sao nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị lại làm được điều này? Vì nó giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề. Cai thuốc lá thực ra là cai hai vấn đề. Thứ nhất là cai nicotine, thứ hai là cai thói quen. Nicotine là một chất gây nghiện có trong thuốc lá, và đây chính là lý do khiến người nghiện rất thèm và khó chịu, bứt rứt khi tự cai thuốc lá. Nhưng các bạn yên tâm, giờ đây các bạn đã có một trợ thủ đắc lực, đó chính là nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị. Nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị giúp ức chế cơn thèm nicotine. Mỗi lần thèm thuốc lá, thuốc lào, bạn chỉ cần ngậm sản phẩm, xúc kỹ và nhổ đi, ngay lập tức sẽ cắt được cơn thèm và ức chế cơn thèm nicotine trong vòng 3 đến 4 tiếng đồng hồ mà không gây hại cho sức khỏe. Đây là điều đặc biệt mà không phải sản phẩm cai thuốc lá nào cũng có thể làm được. Điều thứ hai đó là cai thói quen. Sản phẩm nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị cũng tác động làm thay đổi thói quen hút thuốc của người nghiện. Vì trước đây, lúc thèm thì sẽ hút thuốc, còn bây giờ mỗi lần thèm thì sẽ xúc miệng. Vì vậy sẽ làm cho người hút dần quên đi thói quen hút thuốc của họ. Và một điều tuyệt vời hơn nữa, đó chính là sau khi sử dụng nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị, tỷ lệ cai thành công cực kỳ cao và tỷ lệ tái nghiện sẽ cực kỳ thấp. Bởi vì sau khi cai thuốc lá xong thì người cai sẽ cảm thấy mùi thuốc lá rất hôi khét và khó chịu, do đó sẽ hạn chế tình trạng bị cám dỗ khi ở gần những người khác hút thuốc lá. Bởi chính những ưu điểm đó, sản phẩm đã đạt được 7 giải thưởng của quốc gia và khối ASEAN như Top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam, Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng vàng, Thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng ASEAN và nhiều giải thưởng cao quý khác. Với tất cả cơ sở khoa học và kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực cai thuốc lá, thuốc lào, công ty Thanh Nghị chúng tôi cam kết mang đến một giải pháp tuyệt hảo, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Chỉ cần bạn muốn cai, còn giải pháp hãy để chúng tôi lo. Gọi điện ngay cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhé! Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.